và đã đưa lại cho quê hương một vận hội mới. Những người Việt Nam đó là niềm hãnh diện của quê hương Việt Nam. Những người Việt Nam đó là niềm hãnh diện của chúng ta, những người tại hải ngoại. Và hôm nay, một trong những người Việt Nam đó có mặt giữa chúng ta, trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn trẻ linh mục Nguyễn Văn Khải. Xin quý vị chào phát thanh rất lớn để chào mừng linh mục Nguyễn Văn Khải đến với chúng ta. Cháu xin cảm ơn các ông, các bà, các cô dì, chú bác. Tôi xin cảm ơn toàn thể các bạn trẻ. Cháu rất xúc động khi hôm nay được đến đây để chia sẻ với cả nhà về hiện tình quê hương đất nước. Xin hết lòng cảm ơn đại diện các đoàn thể trẻ ở quận Cam. Hôm nay các bạn hiện diện ở đây cùng với những bậc cha anh của mình, tuy là thuộc các thế hệ khác nhau, nhưng tất cả chúng ta ở đây đều là trẻ hết, trẻ trong tinh thần, trẻ trong cái lòng yêu quê hương đất nước, và trẻ trong cái tinh thần dấn thân vì quê hương đất nước, vì chính nghĩa, vì độc lập tự do cho dân tộc mình, cho đồng bào mình, cho tổ quốc mình. Cháu xin cảm ơn tất cả, và cháu rất xúc động mỗi khi nghe thấy từng lời hát, từng lời nói của quý vị trên này đều gợi lên cho cháu không biết bao nhiêu là tâm tình, và hiện lên trong đầu cháu không biết bao nhiêu gương mặt. Và giờ này đây, cháu đứng trước cả nhà ở đây, cháu xin nói trong tư cách là một người đồng bào với cả nhà đây, trong tư cách là một người Việt Nam, trong tư cách là một công dân Việt Nam đang đứng trước cái hiện tình đất nước gọi là đầy khó khăn, thử thách, đầy nguy hiểm. Đứng trước cái hiện tình đất nước đang bị gọi là trong nước thì là nội xâm, cộng sản, thống trị, đàn áp, bóc lột, ức hiếp. Còn ngoại xâm thì Trung Quốc cũng đang từng bước gọi là xâm chiếm, thôn tính Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Cái điều đầu tiên cháu muốn nói là khi sống ở Việt Nam, cháu thấy đất nước mình bây giờ gọi là tràn ngập bất công lan tràn. Cho nên cái lời hát của giáo dân ở miền Bắc là mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám, không phải là chiến tranh điêu tàn nữa, trời u ám, bất công lan tràn. Cái đó là cái hiện tượng phổ biến nhất, mà hầu như ai cũng là nạn nhân của bất công. Hầu như ai cũng là nạn nhân của bất công. Một cái hiện tượng bất công điển hình đấy là các quan tham vẽ ra các dự án để cướp đất của dân lành, đất ở thành phố, đất ở thôn quê, rồi là bán cho các công ty ngoại quốc để lấy tiền bỏ túi. Họ cướp đất của dân, họ trả với giá rất rẻ mạt. Ví dụ dân ở Vĩnh Yên, họ trả cho đất loại 3 là giá 7.000 đồng Việt Nam 1 mét vuông đất. Là lúc đấy chúng cháu tính mới bằng 1 cân khoai lang thôi. Mà đấy là có văn bản đóng dấu của nhà nước đàng hoàng. Tiếc rằng là cháu không mang đến đây. Đấy, bất công lan tràn. Người dân đó bỗng chốc trở thành vô sản 100%. Cho nên nó hầu hết ai cũng là nạn nhân của cái hiện tượng bất công đấy. Điều thứ hai cháu thấy đó là bạo lực, hết sức bạo lực. Cái đất nước Việt Nam nói là không có chiến tranh, nhưng trên thực tế còn tệ hơn là chiến tranh. Vì sao? Vì nhà nước chủ trương gọi là bạo lực cách mạng. Cho nên trong mọi sự họ luôn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và bạo lực đó thay vì để bảo vệ quê hương đất nước và bảo vệ dân lành, thì họ dùng bạo lực đó để đàn áp dân lành. Bạo lực tràn lan. Ví dụ ở Việt Nam hiện nay, báo nhà nước Việt Nam nói trung bình mỗi năm 6 đến 7.000 người bị chết vì tai nạn giao thông.
Và chuyện mình đi ra đường đi khoảng hơn 100 cây số mà gặp người bị xe cán chết là hết sức bình thường. Mỗi một năm 6-70 nghìn người bị thương vì tai nạn giao thông. Đang khi Israel với Do Thái đánh nhau cả 10 năm rồi, TV nói suốt ngày, thế mà chết chưa đến 1 nghìn. Thế mình xem cái mức độ chiến tranh, mức độ bạo lực nó thế nào. Còn nữa, cái mức độ nhà nước sử dụng bạo lực tràn lan trên dân lành nó như thế này. Là một anh đi xe máy mà theo mắt công an là không tuân thủ luật giao thông, công an tét còi lại, không có tiền đút lót, lập tức công an lôi vào đồn đánh chết. Đấy là anh thanh niên ở Bắc Giang. Một ông khách xe ôm là ông Trịnh Xuân Tùng ra bến xe Nam Hà Nội để lên xe vào Nam thăm thân nhân. Vậy mà một anh xe ôm, anh ấy nhấc mũ bảo hiểm ra sớm, anh ấy nhấc mũ bảo hiểm ra sớm thôi, công an tét còi phạt. Ông hành khách thấy vô lý quá, bênh vực cái anh xe ôm là người chở mình, thế mà công an bắt vào đồn đánh chết, không cho người nhà đưa về cứu chữa. Đấy, xem cái mức độ bạo lực nó như thế nào. Cho nên cháu nói không những bất công lan tràn mà bạo lực cũng lan tràn và phủ khắp nước Việt Nam, một cái màu tang tóc, một cái màu chết chóc, một cái không khí đầy căng thẳng. Và nó bạo lực trong hành động từ chính quyền như vậy, cho người dân họ bạo lực bằng miệng với nhau rất là dễ dàng. Ví dụ cháu đi cho quan sát, mấy em học sinh đi qua một nhà, một ông cựu sĩ quan và bà vợ ông ta là cô giáo. Thế mà mấy em học sinh chỉ nói nhà này là nhà của ông đấy và bà đấy. Thế mà cái người con đấy nhá, người con của ông bà ta ở trong nhà thấy mấy em học sinh nó réo tên bố mẹ mình, nó bảo đây là nhà của ông đấy bà đấy. Mà cái anh đó cháu biết mặt biết tên mà cháu không tiện nói. Anh ấy nói này: chúng mày nói cái gì đấy, chúng mày bố láo, ông ra ông vặt đầu ông rút ruột chúng mày ra bây giờ. Kinh khủng, kinh khủng. Vặt đầu rút ruột, cái mức độ bạo lực trong lời nói kinh như vậy. Còn cái chuyện này các bác về đi du lịch thì thấy hết sức phổ biến. Cháu thấy các ông chồng ở Việt Nam bạo hành trên các bà vợ, bạo hành bằng tay chân không kể. Bạo hành bằng tay chân như thể là ông phó trưởng khoa địa lý của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, ngày xưa là trường văn khoa, mà ông ấy đánh bà, đánh lên đánh xuống, đánh nhiều fan bị thương, có fan nặng là đánh gãy tay luôn. Khiếp không? Một người mang tiếng là có học đấy mà bạo lực như vậy. Còn các ông bạo hành này, rất thường cháu nghe thấy, đi thăm người dân cháu nghe thấy các ông chồng bạo hành với bà vợ bằng tay chân không kể. Trên phố nhiều khi cháu trông thấy các ông chồng đánh vợ ngay trên xe máy đang chở thế này, mà các ông chửi thế này, chửi vợ thế này, chửi vợ nhá: mẹ mày, ông đạp cho mày một phát bây giờ, ông đạp cho mày một phát bây giờ. Bình thường nhá, vợ chồng với nhau yêu thương nhau phải nói với nhau những lời ngọt ngào lịch sự. Nói là tao đá mày một cái là đã kinh lắm rồi. Nói là tao đá mày một cái là đã kinh lắm rồi. Đá thì nó, theo như cháu hiểu, nó chỉ có tính cách vật lý, nó chỉ là nỗi đau thể lý thôi. Còn tao đạp mày xuống là nó còn hạ giá cả người vợ mình yêu thương về mặt nhân cách, về mặt nhân phẩm. Nó không chỉ có đau đớn về mặt thể lý mà nó còn hạ giá người vợ mình như con vật vậy. Kinh không? Mà cái từ đó cháu thấy sử dụng một cách rất là phổ biến với nhau. Cái mức độ bạo lực từ nhà cầm quyền cho đến người dân, trong cái không khí bạo lực nó rất kinh. Ai về Việt Nam đi trên đường thì thấy, chịu khó lắng nghe một tí thì thấy người ta bạo ngôn và bạo hành. Đấy là điều thứ hai cháu thấy. Điều thứ ba cháu thấy đó là cái hiện tượng giả dối. Giả dối không thể tưởng được. Ngay cả người công giáo cũng giả dối. Bởi vì sống trong một xã hội nó giả dối như vậy. Nhiều người bảo mình không giả dối không sống nổi. Có nước nào mà học sinh cứ tính theo bằng tốt nghiệp tú tài giỏi như Việt Nam, thi đậu tú tài cứ 99% đến 100%. Kinh không?
mà nó giả dối đến độ mà có nước nào như Việt Nam, báo Việt Nam nói học sinh học lớp 4, lớp 5 mà chưa biết đọc biết viết chữ tiếng Việt, kinh không? Đấy, giả dối. Có nước nào như Việt Nam mà bác sĩ mà dám xài bằng giả, chưa từng học một khóa y khoa nào mà dám mạo giấy tờ giả để vào làm cán bộ y tế trong bệnh viện rồi leo lên chức gọi là phó trưởng khoa không? Mà dám chủ tọa các bác sĩ để hội thảo cho bệnh nhân để quyết định mổ hay không mổ, có kinh không? Mà cái chuyện này không phải bây giờ mới khám phá ra, người ta khám phá ra mười mấy năm trước ở Sài Gòn. Có một bác sĩ như thế, bảo là tốt nghiệp trường y khoa ở Paris, ở Pháp, nhưng mà cuối cùng người ta điều tra ra không phải. Rồi bác sĩ đó đòi lập một cái phòng mạch tư, nhưng mà giấy tờ không hợp lệ cho sở y tế không cho lập phòng mạch tư. Thế xong kiện, thế là người ta mới điều tra ra. Cái chuyện giả dối đến như vậy. Còn cái chuyện mà cán bộ xài bằng giả là chuyện thường. Bộ trưởng Bộ Công an lo giữ an ninh đi điều tra người khác là Trần Đại Quang đó, khai tuổi giả, quê ở Ninh Bình đấy. Khai tuổi giả, khai tuổi gian lận nhá, khai hồ sơ học bạ gian lận nhá, rồi xài bằng giả luôn nhá. Bộ trưởng Công an đấy, Trần Đại Quang đấy, mới lên làm Bộ trưởng Công an này, các bác về tìm ở trên mạng ra ngay. Cháu nói mà, cái chuyện bằng giả kinh nhất ấy là cái trường mà cháu cũng đã học trước đây là trường Đại học Quốc gia Hà Nội, gọi là trường đại học uy tín nhất Việt Nam. Thế mà Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với một đại học ma nào đấy của Hoa Kỳ về đào tạo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ cho các cán bộ thật ở Việt Nam. Đào tạo mà cấp bằng giả cho các cán bộ thật học chương trình tiến sĩ trong vòng 6 tháng, không cần biết tiếng Anh, không cần đi Mỹ, bình thường. Đấy, giả dối như vậy. Cho nên á, tất cả các báo cáo của nhà nước nó giả dối này, là cán bộ nào lên á, cũng cứ báo cáo tốt hết. Cơ quan tôi tốt, trường học tôi tốt, sở tôi tốt, cứ luôn luôn ấy, tăng hơn năm cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn mấy phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, thì vượt mức kế hoạch so với năm ngoái là mấy phần trăm, cứ luôn luôn năm nay cao hơn năm ngoái, năm nay tăng hơn năm ngoái, năm nay tốt hơn năm ngoái. Thế nhưng mà năm cơ quan nào cũng báo cáo tăng hơn, tốt đẹp hơn, phát triển hơn, thế nhưng mà tất cả cuối cùng ấy, là đều gọi là thảm hại hơn, đời sống của nhân dân thảm hại hơn, và văn hóa khoa học kỹ thuật đạo đức càng ngày càng lụn bại đi, càng ngày càng xấu xa ra, khiến cho bây giờ Việt Nam một nước đông dân như vậy mà cái đội ngũ gọi là trí thức, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật còn trình độ thấp hơn là mấy chục năm về trước. Tại vì nó toàn xài đồ giả không mà, cho nên nó giả, nó kéo ra cái giả. Mà giả báo cáo thì được, chứ còn giả bằng các cái sản phẩm khoa học thật thì đâu có giả được. Đâu có các bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, đâu có các công trình nghiên cứu đạt đẳng cấp quốc tế, đâu có các phát minh mà được đăng ký ở trên thế giới. Cán bộ thì từ quan lớn đến quan bé là toàn bằng giả không, toàn là cán tri thức giả không ấy mà. Nhưng mà làm được có cái công nào là các bố nhận tất cho mình. Còn á, mà hễ mà thất bại một tí gì là đổ tại hoàn cảnh khách quan, đổ tại các thế lực thù địch, đổ tại trời. Cho nên ở Việt Nam chúng cháu biết nói là mất mùa, được mùa là mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Đó. Như vậy, kiểu như vậy. Đấy, cho ba cái điều mà cháu thấy nổi bật đấy, là bất công, là bạo lực, là dối trá. Và nó ngự trị toàn thể cái bầu khí xã hội là nó như thế. Còn xét về vận nước thì cháu thấy với một cái xã hội như vậy thì mình biết vận nước yếu lắm rồi. Ở bên ngoài Trung Quốc tìm cách xâm lược Việt Nam, thôn tính Việt Nam. Về kinh tế, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập hết Việt Nam. Hầu như không có một người Việt Nam nào mà một lúc nào đó trên người không mang cái gì của Trung Quốc.
cái quần, cái áo, cái dây lưng, hay cái giày, cái dép, hay cái khăn, hay cái mũ, hay cái kính, hay cái đồng hồ, hay cái điện thoại. Hầu như không có một người Việt Nam nào không lúc nào không mang một cái gì đó của Trung Quốc. Ai có lên Lạng Sơn đến chợ Đông Kinh mới đến chợ Tân Thanh, cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu buôn bán lậu, còn cửa khẩu Hữu Nghị Quan là có các đoàn xe buôn bán chính thức chạy qua. Ngay trước mặt hải quan của Lạng Sơn đấy, với công an Lạng Sơn đấy, bao nhiêu cơ quan ban ngành đoàn thể đấy, mà mình chẳng cần đi vào vùng rừng sâu làm gì, đi ngay trên quốc lộ 1 thôi, thấy người dân vác hàng lậu trên núi, vác hàng lậu trên đường, chạy rào rào qua mặt các cán bộ công an. Mà báo chí mấy năm trước còn đưa tin các cán bộ công an, các cán bộ hải quan ở Lạng Sơn nó lại là dân buôn lậu với bảo kê buôn lậu số 1. Hàng hóa Trung Quốc có tràn ngập Việt Nam, nó giết chết cái nền sản xuất và thương mại của Việt Nam. Bao nhiêu hàng tốt của Việt Nam nó vét, nó đưa sang Trung Quốc. Bao nhiêu hàng đẻo của Trung Quốc nó chảy về Việt Nam. Mà toàn là những cái hàng độc hại không? Từ quần áo đến thực phẩm, nhất là thực phẩm, toàn là thực phẩm độc hại. Mà thực phẩm độc hại nó chạy vào tới cả Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, chứ không phải chỉ ở miền Bắc không thôi đâu. Mình có lên đến đấy mình mới thấy đau đớn cho một cái chính quyền mà không đáng gọi là chính quyền, mà phải gọi là tà quyền, để cho con dân nước mình khốn khổ, để cho con dân nước mình khốn khổ, để cho cái nền sản xuất của mình bị giết chết, để cho hàng hóa ngoại quốc nó xâm lập, chết về kinh tế, chết về văn hóa. Suốt ngày ở trên TV chiếu phim Trung Quốc, học sinh Việt Nam không cần phải cháu nói, người trong nước nói nhiều rồi, học sinh Việt Nam biết các nhân vật lịch sử của Trung Quốc hơn là biết, hơn là biết các nhân vật lịch sử Việt Nam. Đấy, khổ chưa? Mình thấy có đau đớn không? Nhà nước, đài truyền hình nhà nước suốt ngày chiếu cảnh phim ảnh Trung Quốc, rồi các nhà xuất bản của Việt Nam xuất bản những sách vở của Trung Quốc tràn lan, sách vở xưa, sách vở nay xuất bản tràn lan, đến nỗi mà cả sách á, mà nó viết về cái tên tướng đã từng chỉ đạo xâm lược Việt Nam năm 79 cũng được xuất bản và được ca ngợi luôn. Khốn nạn. Rồi đến nỗi như Sài Gòn ấy, mà các cái hình ảnh pano quảng cáo, các cái hình ảnh pano để mà trình bày về Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy, nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 44 ấy, họ treo ở Sài Gòn vào những dịp 30 tháng 4 với 22 tháng 12 ấy, hình ảnh pano treo trình bày về quân đội, giới thiệu về quân đội Việt Nam, nhưng cũng là hình ảnh giới thiệu quân, cũng là hình ảnh là quân đội Trung Quốc luôn, với quân phục, mũ nón và gương mặt lính Trung Quốc luôn. Thế thì cháu xin chắp tay xin thua cái chính quyền, mà cháu phải gọi là cái chính quyền, gọi là chính quyền gì nhỉ, phải gọi là chính quyền bán nước buôn dân, phải gọi rõ là những phản dân hại nước, bán nước buôn dân, chứ không thể gọi đó là phản động được. Gọi phản động không đúng, phải gọi chính xác là phản dân hại nước, bán nước buôn dân. Không chỉ bán nước đâu, còn buôn dân nữa đấy. Bán nước cho Trung Quốc thì đã đành rồi, nhưng mà buôn dân nữa này. Bao nhiêu công ty lao động xuất khẩu của nhà nước mở ra này, ăn biết bao nhiêu tiền của dân nghèo đổ vào này, gọi là tiền thế chân, gọi là tiền học ngoại ngữ, gọi là tiền làm giấy tờ, gọi là tiền làm dịch vụ này, đủ các thứ tiền, khiến cho dân nghèo phải bán đất bán nhà để mới có tiền thế chân để đi lao động xuất khẩu. Thế mà lại bị lừa đi sang các nước khác, họ phải lao động trong tình trạng như nô lệ vậy, bị thu hết giấy tờ, về cũng không được, ở cũng không xong. Ở bên Roma, cháu sang Đức, người ta bảo cha có đi thăm người Rơm ở bên vùng Normandy này không, con dẫn đi. Người Việt mình ấy, mà họ gọi là người Rơm, sống ở trong rừng đầm ở vùng Tây Bắc nước Pháp ấy, để tìm cơ hội vào Anh Quốc ấy, mà thành nạn nhân của bạo lực, của những cái băng đảng bạo lực đấy. Rồi họ bảo chứ cha để chúng con trở sang bên Tiệp Khắc, vào chợ người Việt bên Tiệp Khắc mới xem ở bên đó thế nào, mạng người chỉ đáng 30 euro thôi. Đấy, rồi bao hàng chục ngàn các cô gái bị bán đi làm gái mãi dâm ở ngoại quốc, đi làm vợ lẽ. Hàng trăm nghìn lao động đi khắp các nước, trong đó hàng chục nghìn người bị bóc lột,
bị đày đọa, bị sống trong tình trạng nô lệ. Nhưng khi họ kêu đến, họ kêu đến chính quyền Việt Nam, đến sứ quán Việt Nam các nước á, thì là chính quyền Việt Nam phủi trách nhiệm, chính quyền Việt Nam còn đày đọa thêm những người đó, bắt họ im miệng đi nữa, cho chứng tỏ chính quyền Việt Nam là một hạng buôn dân, chứ có thèm cứu dân, có thèm bảo vệ dân đâu. Đấy, trong cháu nói mà, không những bán nước mà còn buôn dân. Đấy, về mặt xã hội cháu thấy ba vấn đề, về mặt chính trị thì cháu thấy rất sức tuyệt vọng. Hết sức tuyệt vọng vì sao? Vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay á, bình thường á, mình bảo một nhà cầm quyền thì đại diện cho dân ở trong một nước, để bảo vệ đất nước, để bảo vệ nhân dân và để phục vụ nhân dân. Thế mà đây họ không bảo vệ đất nước luôn, mở cửa cho Trung Quốc vào. Nha. Cháu lên cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chỗ ngã ba sông Hồng, chỗ sông Hồng mà chảy vào Việt Nam, trên ngã ba sông nó có một cái đền kêu là đền Bà Chúa Thượng Ngàn, rất uy nghi khả kính. Gần đền Bà Chúa Thượng Ngàn đó, cách đó khoảng không đến một cây số là đền Trần Hưng Đạo. Hai cái đền rất ý nghĩa, có cha có mẹ canh giữ ngay đầu biên giới ở với con cái mình. Cháu lên đó rất cảm động, lần nào cháu lên Lào Cai cháu cũng viếng hai đền đấy. Thế mà ngay ở chỗ đấy nhà cầm quyền Việt Nam mở cửa cho Trung Quốc đi vào Việt Nam. Người Việt Nam sang Trung Quốc thì cực khó, còn lại các thanh niên Trung Quốc mặc quần áo đồng phục cứ ào ào sang Việt Nam, vào ga Lào Cai mua vé lên tàu, chiếm hết cả tàu Việt Nam luôn. Từ tàu từ Lào Cai về Hà Nội, khách du lịch Tây Phương nhiều và người thanh niên Trung Quốc nhiều, chứ người Việt Nam mình thì ít. Cháu trông thấy mà nó không thể nào mà không đau lòng được. Trông nó đau lòng và nó hận. Vì mình thấy cái chính sách xâm lược của Trung Quốc nó tàn bạo mà nó tinh vi, trắng trợn luôn. Mà thấy cái nhà cầm quyền Việt Nam mới đúng là phản dân hại nước. Cái đám người Trung Quốc cái sang Việt Nam lập làng ở Việt Nam, lập thành làng phục vụ ở các nhà lao động, ở các nhà máy xí nghiệp, bảo rằng là các công nhân kỹ thuật cao, mấy kỹ sư mà toàn lao động bình dân thôi. Rồi lập làng ở Việt Nam á, rồi là tìm cách cưới con gái Việt Nam ở lại, rồi tìm cách cái trêu ghẹo con gái Việt Nam, rồi dân làng thấy quậy quá chịu không nổi mà phản ứng lại, lỡ đánh một cái thì cả hàng trăm hàng ngàn công nhân Trung Quốc đấy sang chấn áp lại cái dân Việt Nam. Còn nếu mà có làm cái gì quá, dân mình kiện đến chính quyền bảo vệ cái quân xâm lược đó hơn là bảo vệ dân mình. Lo bảo vệ người Trung Quốc chứ có lo bảo vệ người Việt Nam đâu. Ngay ở Ninh Bình này, quê cháu này, ở xã Khánh Phú này, xã Khánh Phú ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đấy, quê cháu đấy, bây giờ cũng lập một làng Trung Quốc to tướng ở đó, là làm dân Trung Quốc làm loạn ở đấy. Vậy đấy, mà cái vùng đồng bằng Bắc Bộ có 15.000 cây số vuông thôi mà dân số tới gần 40 triệu người ở đấy rồi. Mà đang khi đó đồng bằng sông Cửu Long có hơn 30.000 cây số vuông mà dân số mới bằng nửa đồng bằng Bắc Bộ thôi. Đấy là trước đây cháu học, bây giờ có thể con số nó sai chạy. Nhưng mà đấy, mật độ dân số ở miền Bắc là rất đông rồi. Thế mà còn bây giờ còn phải chứa thêm những người Trung Quốc sang đấy nữa. Mà nhà cầm quyền không bảo vệ. Cho nên nhà cầm quyền Việt Nam á nhá, cháu thấy á, tuyệt vọng về họ rồi. Họ mở đường cho Trung Quốc vào Việt Nam bằng những con người của họ này. Họ mở đường cho người Trung Quốc vào đã đành nhá. Họ bán đất cho các công ty Trung Quốc 300.000 hectare rừng. 300.000 hectare rừng đầu nguồn. Vâng, cảm ơn bác. 300.000 hectare rừng đầu nguồn bán cho mấy chục công ty Trung Quốc. Bao nhiêu là bản làng, bao nhiêu là người ở vùng cao bị mất đất, mất nhà. Thế mà bây giờ, từ năm 74, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là nhắm mắt để cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. May có Việt Nam Cộng Hòa còn anh dũng, hiên ngang bảo vệ lại. Mà miền Bắc có lừa dối hay đến nỗi thế này này. Cháu đây là người cũng chịu đọc sách. Vậy mà cho đến lúc cháu học hết trung học, tức là hết tú tài, cháu vẫn nghĩ là quần đảo Hoàng Sa vẫn còn đang do Việt Nam nắm giữ cơ. Mãi đến lúc năm 1989 cháu vào Sài Gòn, cháu đọc cái tạp chí Bách Khoa của Việt Nam Cộng Hòa cũ ấy, cháu mới biết là Trung Quốc chiếm năm 74 dưới sự ngầm ủng hộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản rồi. Cháu mới thấy lúc đấy mới thấy nó đau đớn. Vậy mà mình đến 19 tuổi mới biết.
mà hết tú tài đấy, mình biết là nó bịt mắt bịt tai kinh thế nào. Lúc đấy mình mới biết là Hoàng Sa chỉ còn trên bản đồ thôi. Còn Trường Sa thì cháu biết là năm 88 là nó chiếm một số đảo lớn của mình đấy. Nhưng mà nó chiếm một số đảo đấy là vùng biển của mình, các đảo của mình đấy cũng bị cô lập, vùng biển của mình đấy nó bảo là vùng biển của nó. Dân vùng mình đi ra đánh cá suốt những hơn một chục năm nay. Từ hơn một chục năm nay dân miền Bắc từ Quảng Ninh cho vào cho đến tới vùng Bà Rịa Vũng Tàu đi ra biển đánh cá trên vùng biển truyền thống của mình. Thế là bị Trung Quốc bắt, Trung Quốc cướp tàu, cướp ngư cụ. Thế là bị Trung Quốc đôi khi bắn chết. Bắn chết như ở Thanh Hóa cách đây 4-5 năm trước. Thế mà Trung Quốc bắn chết dân mình mà bà đài báo Việt Nam không dám nói tới. Chỉ có đài Hoa Kỳ mới lại RFA nói tới, RFI thôi. Mới báo đài người Việt hải ngoại nói, đài báo trong nước không dám nói. Nó phản động đến như vậy. Thế là hèn, đớn hèn đến như thế. Không dám lên tiếng bảo vệ người dân của mình khi họ là nạn nhân của Trung Quốc. Cái vịnh Bắc Bộ đấy, cứ bảo Pháp xâm lược Việt Nam, chưa biết Pháp xâm lược thế nào, mà mình biết rõ là đúng thật là thực dân Pháp cũng không có tốt gì. Thế mà thực dân Pháp nó còn hơn cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thực dân Pháp ký hiệp ước với nhà Thanh, gọi là hiệp ước Pháp Thanh, vịnh Bắc Bộ thuộc về Việt Nam là 64%, thuộc về Trung Quốc 36%. Đấy. Thế mà bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ký lại hiệp định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, Việt Nam 52%, Trung Quốc 48%, lại còn có vùng biển kêu là vùng khai thác chung. Thế là thôi dâng cả vùng khai thác chung, nó khiến trên thực tế mình cũng chẳng được 50% nữa. Bán nước đấy, bán biển đấy. Mà không dám nói ra cho dân biết là hiệp định nó ký thế nào, cũng không dám công bố gì cả đấy. Cứ âm thầm bán nước để bảo vệ quyền lợi của mình, của phe nhóm mình như vậy. Cho mình thấy người Việt mình ai mà không đau được. Không ai là người có lương tri không đau đớn được. Đấy, đấy nhá, về phía biển nhá. Còn này, về trên bộ này, không kể chiếm 3.000 cây số rừng, 300.000 hecta thuê dài hạn 50 năm, chưa kể các nhà máy thủy điện, chưa kể các nhà máy xi măng Trung Quốc, chưa kể các nhà máy thủy điện Trung Quốc, chưa kể các doanh nghiệp Trung Quốc khác. Còn nữa, bây giờ cái nước Việt Nam mình nó hình chữ S thế này, hai đầu rộng ở giữa hẹp, cao nhất là vùng cao nguyên Trung Phẩm, từ Kon Tum cho đến tới sông Bé, cho đến tới Bình Phước, Tây Ninh, thế không? Thế mà bây giờ cái phần cao nhất ở kêu là ở Đắk Nông, Đắk Lắk với Gia Lai, ở cái phần cao nhất đấy người ta gọi là ở Lâm Đồng nhá, Lâm Đồng này, rồi là đến Đắk Nông, rồi đến Đắk là đến Buôn Mê Thuật, rồi đến Gia Lai, bốn cái tỉnh đó là ở phần cao nhất, khí hậu mát mẻ nhất. Ai đi dọc theo quốc lộ 14 thì thấy cái con đường quốc lộ 4 ở trên đỉnh của cái sườn đấy, sông ngòi nó chảy về phía tây, và con lúc sông ngòi chảy về phía đông, và cái đường quốc lộ 14 dọc từ chỗ Kon Tum Quảng Ngãi đi vào đó, đi vào cho tận chỗ Bình Dương đấy, là mình thấy là nó chạy trên cái mái nhà của Đông Dương. Ai biết bốn tỉnh đó là nóc nhà của Đông Dương, mà bốn tỉnh đó là có cái vị trí như những nhà quốc phòng gọi là có vị trí địa quốc phòng quan trọng nhất Đông Dương. Và những nhà quốc phòng nói rằng là ai mà chiếm được cái vùng nóc nhà Đông Dương đó thì dễ có cơ may thống trị được Đông Dương. Thế mà bây giờ bất chấp lời khuyên của các nhà khoa học, bất chấp lời khuyên của các tướng lãnh, bất chấp cái lợi ích của quốc gia dân tộc, nhà cầm quyền Việt Cộng sản Việt Nam ngang nhiên mở cửa để cho Trung Quốc vào khai thác bauxit ở Lâm Đồng, chỗ Bảo Lộc đấy, gọi là Tân Rai, thấy không? Rồi bây giờ đang lập nhà máy lớn hơn nữa ở Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông đấy, và còn có những dự án triển khai ở các tỉnh khác nữa. Còn người ta phản đối thì bảo đấy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tức là cái chủ trương bán nước của Đảng Cộng sản. Cái chủ trương lớn của đất nước cái gì? Cái chủ trương phá hoại, phải nói thật là đấy là chủ trương phá hoại kinh tế. Chủ trương phá hoại kinh tế Việt Nam. Vì sao? Vì các nhà khoa học thấy khai thác bauxit ở đó không có lợi ích về kinh tế mà còn hại nữa cơ. Thế mà cứ làm thì hoặc là ngu dốt, hai là bán nước. Mà ngu dốt thì
các nhà khoa học đã cố vấn cho rồi, thấy rõ rồi nhưng mà vẫn cứ làm, thì mình chỉ có thể khẳng định đấy là bán nước chứ còn gì nữa. Nói cho nó đúng là như thế, không có lợi về kinh tế vẫn cho triển khai khai thác bauxit, không có lợi về văn hóa nữa. Vì sao vậy? Vì Trung Quốc vào cái vùng đấy, đưa văn hóa Trung Quốc vào đấy, vì cái vùng Tây Nguyên đó là có di sản văn hóa thế giới cồng chiêng đấy, cái nền văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên đó, người Mạ, người Ed, người Mơ Nông, người Gia Rai, người Tiêng, người Cờ Ho. Thế mà những cái sắc dân thiểu số đấy họ mới theo Tin Lành và mới theo Công giáo, mới theo Cao Đài mấy chục năm nay thôi. Thế cái đức tin nó chưa bén rễ vào cái văn hóa vùng đất đấy, mà bây giờ họ phải bứng đi khỏi cái vùng đất đấy, họ sống ở chỗ khác. Thế là tôn giáo, đức tin nó bị tổn hại, vì nó không đi liền với văn hóa và không đi liền với một vùng đất. Còn văn hóa thì tổn hại đương nhiên rồi, người Trung Quốc mang văn hóa Trung Quốc vào, người Việt nó mang văn hóa Việt vào, còn người bản địa đó phải di cư đến nơi khác, thế là văn hóa bản địa, văn hóa truyền thống của họ bị tổn hại. Đấy, kinh tế tổn hại cho kinh tế quốc dân và kinh tế của người thượng ở bản địa đó, tổn hại cho văn hóa của Việt Nam và văn hóa của các sắc dân bản địa, tổn hại cho tôn giáo của các sắc dân bản địa. Và cái tổn hại lớn nhất cháu nói đó là tổn hại về quốc phòng, tổn hại về an ninh quốc phòng. Giữa cái nóc nhà của Đông Dương đấy, bây giờ nó ngồi ở chỗ này, nó ngó ra miền Bắc, nó ngó vào miền Nam, rồi lúc nó đánh Bắc và đánh Nam, nó ở đó nó chặn xuống, thì mình đi lại làm sao, mình ứng cứu nhau làm sao? Rồi bây giờ nó còn thuê những khu đất của Lào với Campuchia ở bên kia biên giới, chỗ vùng ngã ba biên giới Kon Tum, Gia Lai đó nữa. Thế là cái những đặc khu của Trung Quốc ở bên kia biên giới thuộc Campuchia với Lào với bên này Việt Nam lại, thì hỏi rằng mình còn cái gì nữa mà không thấy là mình mất nước rồi. Có phải là năm 75 thằng Cộng sản nó chiếm Buôn Mê Thuật và Pleiku đầu tiên, rồi từ đó là miền Nam Cộng Hòa sụp đổ trong vòng mấy chục ngày không? Đấy, thế mà bây giờ Việt Nam Cộng sản mở đường cho Trung Quốc Cộng sản vào đấy, thì có phải là bán nước không? Có phải mở đường cho thôn tính cả Việt Nam không? Cho cháu thấy mà nó đau, nhiều lúc cháu đi cháu không muốn nhìn nữa, bởi càng nhìn nó càng đau. Thế thì mình đau với vật nước. Mà cháu nói, cháu là tu, là tín hữu Công giáo, là tu sĩ, là linh mục trong giáo hội Công giáo. Cháu phục vụ giáo hội và phục vụ những người tín hữu Công giáo rất nhiều thời gian, phần lớn thời gian. Thế nhưng cháu vẫn nói với mọi người, thực sự là cháu lo cho vận mạng đất nước hơn là lo cho vận mạng giáo hội. Lo cho vận mạng giáo hội Công giáo. Vì sao? Vì cháu nói chứ, cháu thấy rồi, cái giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như giáo hội Công giáo thế giới có bị nhà cầm quyền độc tài toàn trị bách hại vậy chứ bách hại nữa, giáo hội vẫn tồn tại. Giáo hội có từ trước khi Cộng sản có, và giáo hội sẽ tồn tại cho đến tận thế, vì có Chúa Giêsu là đầu. Đấy, chúng cháu tin như vậy. Chúng cháu tin như vậy. Và càng bách hại giáo hội thì giáo hội lại càng mạnh. Càng giáo hội bách hại giáo hội càng phát triển, càng tinh tuyển. Mà bằng chứng cụ thể như chúng cháu thấy là cái nhà thờ Thái Hà đấy. Cái nhà thờ Thái Hà ông cháu hay vậy. Thế nhá, rồi cháu sẽ nói chuyện này. Càng bách hại càng phát triển. Nhưng mà cái đất nước Việt Nam mình đây, mấy nghìn năm nay cháu chưa thấy bao giờ mà trong một thời gian ngắn mà nước Việt Nam mất nhiều đất như lúc này, mất nhiều biển như lúc này. Cháu đọc sách sử xưa cháu thấy thời Tống, thời Lý đánh lại quân Tống và tìm cách lấy lại các vùng đất mà quân Tống chiếm ở vùng Cao Bằng hiện nay thế nào. Cháu mới phục là các vua nhà Lý và Lý Thường Kiệt. Mình lấy lại được cái phần đất mà Trung Quốc chiếm ở vùng Cao Bằng hiện nay, bảo vệ được biên cương, hải đảo. Rồi các thế hệ tiếp theo là nhà Trần, là nhà Lê, là nhà Nguyễn luôn luôn giữ được biên giới, gọi là không mất một tấc đất. Thế mà trong vòng có mấy chục năm chơi với Trung Quốc, mấy chục năm chơi với Trung Quốc thôi, mấy chục năm mà Cộng sản Việt Nam chơi với Cộng sản Trung Quốc thôi, thế mà bây giờ mất bao nhiêu biển, mất bao nhiêu đảo và mất hàng cả nghìn cây số ở biên giới phía Bắc. Mình thấy có đau đớn không? Đúng là cháu thấy nhá, không có bao giờ đất nước Việt Nam yếu như lúc này. Cả nghìn năm nay cháu thấy chưa có, đúng quả hơn một nghìn năm nay chưa bao giờ cháu thấy đất nước Việt Nam yếu như lúc này. Cả nghìn năm nay chưa bao giờ cháu thấy ở Việt Nam có một chính quyền nào mà buôn dân bán nước với cái tốc độ nhanh kinh khủng và dã man như hiện nay.
chưa có một chính quyền nào cho mình đi thăm. Cứ đến thác Bản Dốc thấy đau thế nào, cứ đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan đau thế nào, cứ đến cửa khẩu Lào Cai đau thế nào, cứ đến các cái vùng biên giới thấy người Trung Quốc xâm nhập, hàng hóa Trung Quốc xâm nhập thấy đau thế nào. Đấy, nó đau đớn như vậy. Thế nhá, cháu nói về, đang nói cái vụ bô xít Tây Nguyên nhá. Thế là nó làm cho mình nguy hiểm về an ninh quốc phòng, hại về kinh tế, về văn hóa, về tôn giáo, về an ninh quốc phòng, và hại về môi trường nữa. Các cái hồ chứa bùn đỏ nó vỡ ra lúc nào thì môi trường ở các tỉnh miền xuôi là lãnh đủ. Rồi các cái hồ chứa bùn đỏ đó khi có chiến tranh xảy ra có khác nào các quả bom nguyên tử đặt giữa lòng đất nước mình. Vậy mà nhà cầm quyền cứ nhắm mắt để cho thi hành. Phải nói là không thể biết là phải phê bình cái nhà cầm quyền đó hiện nay thế nào. Cho cháu ở Hà Nội, cháu hay nói cái nhà cầm quyền cộng sản hiện tại đó. Cháu hay giảng nhà thờ đấy à, cháu hay nói không đáng gọi là chính quyền mà phải gọi là tà quyền. Bởi vì chỉ có tà quyền mới hành động ám muội, chỉ có tà quyền mới dùng những biện pháp bẩn thỉu như thể là ban đêm vây giáo dân, ban đêm khủng bố các tu sĩ, ban đêm mới dùng xã hội đen để khủng bố các tu sĩ, ban đêm dùng bạo lực để khủng bố và đàn áp giáo dân, và ban ngày thì dùng các cái xe tưới nước bùn, nước bồn bồn cầu để mà xịt người dân ở trên chợ búa để cướp chợ người ta, toàn sử dụng các biện pháp xã hội đen. Mà những biện pháp đó phải chứng tỏ cái đó không đáng gọi là chính, mà phải gọi là tà. Chỉ có tà quyền mới làm như vậy thôi. Và chúng cháu có kinh nghiệm về cái sự tà vạnh của họ thế nào. Họ không dám sử dụng công khai những cái biện pháp tốt đẹp để cai trị đất nước, mà luôn luôn đi đêm với ma không hiểu. Luôn luôn đi đêm với ma và luôn luôn sử dụng những cái biện, những phương pháp gọi là tối tăm độc ác ma quỷ. Đấy. Cho nên cháu nói nhá, cho cháu tuyệt vọng với cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Cho nên là cháu nói này. Bây giờ mình bảo á, thôi bây giờ có kẻ thù chung là Trung Quốc, tất cả người Việt chúng ta, tất cả trong ngoài nước hợp lại với nhau và cùng với nhà cầm quyền Việt Nam để chống Trung Quốc. Ai mà quan niệm như vậy, cháu bảo là quá đơn sơ. Cháu cũng nói là sai nhầm, sai lầm lớn. Mình đi đoàn kết với ai để mà bảo vệ quê hương đất nước, chứ đi đoàn kết với lại cái đảng, với cái nhà cầm quyền bán nước để bảo vệ đất nước thì đúng là mình đầu cũng quay luôn. Cháu nói nhá, bởi vì sao vậy? Người Việt Nam yêu nước hiện nay, người Việt Nam yêu nước hiện nay đứng lên để đòi chủ quyền giang sơn biển đảo, sẵn sàng chết, hy sinh xương máu cho quê hương đất nước. Thế mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp những người yêu nước, không cho nói chuyện về quê hương đất nước biển đảo, không cho nói, rồi không cho những người yêu nước đó vùng lên để thể hiện cái lòng yêu nước của mình. Lòng yêu nước cũng bị bóp nát, cũng bị đàn áp luôn. Ấy thế thì rõ là một cái nhà cầm quyền bán nước buôn dân như vậy, mà bây giờ mình lại đi bảo đi là đoàn kết với họ, lại bảo là đi bắt tay với họ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, thì thật là mình nhầm to. Theo cháu đây này, cháu nói là chủ quan cháu nhá, có thể sai, nhưng mà cháu nói cháu là chủ quan, vì cháu nói cho nó có chủ quan. Nhưng theo cháu á, cái kẻ thù số 1 hiện nay của người dân Việt Nam á, cái kẻ thù số 1 hiện nay á của toàn thể người Việt á, là đúng là như thế, là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đấy. Cháu nói là cái kẻ thù số 1 hiện nay á, theo cháu, kẻ thù số 1 hiện nay của người dân Việt Nam không phải là Trung Quốc, mà kẻ thù số 1, kẻ thù trực tiếp, kẻ thù trước mắt, đấy là nhà cầm quyền cộng sản, đó là chế độ cộng sản, đấy là chế độ cộng sản. Cho nên theo cháu, bây giờ muốn bảo vệ được quê hương đất nước của mình, muốn giành được, muốn gọi là không cho Trung Quốc thôn tính Việt Nam nữa, thì phải hạ đổ cái nhà cầm quyền cộng sản. Đấy là theo cháu, cháu cũng phải nói thẳng như vậy, phải hạ đổ. Còn anh này ấy, thì anh này anh còn lợi dụng cái tư cách anh ấy có đại diện chính thức của một dân tộc, một quốc gia, và anh ấy còn có điều kiện anh ấy bán nước cho Trung Quốc, và anh ấy bán bạo nữa. Cho nên đấy, cháu nói cái mâu thuẫn ở hiện nay á, mâu thuẫn hiện nay của dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam mình gồm 54 dân sắc dân khác nhau, mâu thuẫn hiện nay của dân tộc Việt Nam theo cháu không phải là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với lại dân tộc Trung Hoa. Cái đó không phải là mâu thuẫn. Trước nhất có
nhưng nó là mâu thuẫn thứ hai hay thứ ba gì đó. Còn mâu thuẫn số 1, mâu thuẫn đầu tiên, mâu thuẫn trực tiếp của dân tộc Việt Nam, đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đấy là mâu thuẫn số 1, mâu thuẫn trực tiếp. Và cái mâu thuẫn đó là rất căng. Cho nên các bác thấy mấy năm nay là người dân ở các nơi là bắt đầu bức xúc, các trí thức bắt đầu bừng tỉnh nhiều hơn, người bình dân cũng bắt đầu vùng lên mạnh hơn, tản mát khắp nước bắt đầu nhiều lên. Vì họ thấy rõ, họ thấy rõ cái bộ mặt phản dân hại nước, cái bộ mặt bán nước buôn dân của nhà cầm quyền Cộng sản. Trước đến giờ họ chưa thấy rõ cái bộ mặt đấy. Từ mấy năm nay cái bộ mặt bán nước buôn dân đó, nó lộ rõ ra rồi. Và người trong nước, người ngoài nước cũng thấy rồi. Thấy rõ Cộng sản bây giờ là vô tổ quốc rồi. Thấy rõ Cộng sản bây giờ là vô dân tộc rồi. Lo bảo vệ quyền lợi của mình và phe nhóm mình hơn là dân tộc mình. Lo bảo vệ cái quyền lực của đảng phái mình hơn là bảo vệ tổ quốc. Sẵn sàng bán nước, bán dân ấy, để lo bảo vệ quyền lực của mình và quyền lợi của mình. Đấy, cho nên ấy, cháu thấy rằng là cái nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay ấy, là cháu thấy mình nhìn vào cái các nước, nhìn vào chính quyền thì người ta tự hào về chính quyền của người ta. Còn mình đây như cháu là công dân Việt Nam, cháu nhìn vào cái nhà cầm quyền, từ Tổng Bí Thư cho đến Thủ tướng cho đến Chủ tịch Quốc hội, cháu thấy nhục, cháu thấy đau đớn. Và cháu thấy với những người lãnh đạo như vậy thì cái đất nước Việt Nam mình bây giờ đúng là rơi vào cái tình cảnh lụt bại rồi. Cho mình thấy đấy, cái mâu thuẫn số 1 theo cháu nghĩ là như vậy, là cái mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với lại chế độ Cộng sản. Cháu nói chế độ Cộng sản chứ cháu không nói từng con người. Từng con người Việt Nam vẫn là những con người, vẫn là hình ảnh của Chúa Trời, vẫn là những người đồng bào của mình. Họ có là ai đi chăng nữa, họ vẫn là người đồng bào của mình. Và mình cũng không thể nào loại trừ họ được. Nhất là trong tư cách mình là những người có văn hóa cao, mình là những người hiểu tự do dân chủ, mình là những người hiểu về nhân quyền, thì mình ghét tội chứ không ghét người có tội. Mình ghét cái cơ chế tội ác, thì mình không ghét những con người là nạn nhân của cái cơ chế đấy. Hay là đấy, mình phải chứng tỏ cái lòng bao dung, chứng tỏ cái lòng nhân ái, chứng tỏ cái lòng bao dung nhân ái, chứng tỏ cái sự hiểu biết, cái sự quảng đại. Và như vậy á, mình mưu sự nghiệp lớn, nó mới mang lại lợi ích bền vững lâu dài cho dân tộc. Chứ mình mà nhìn theo kiểu Cộng sản trước đây, mình thấy những người không hợp và quan điểm chủ trương lập trường đường lối mình cái là coi là kẻ thù, là bắt hết bỏ tù thôi, là cháu thấy là vô cùng phản động. Giống như sau 75 đấy, cháu thấy rất là đau cho cái chế độ, cái chủ thuyết Cộng sản nó vào Việt Nam, cháu thấy nó đau đớn. Cháu ở tu viện Thái Hà, cháu ở ngay chân Gò Đống Đa, khu vực cháu ở là khu vực Gò Đống Đa. Mà nhá, trên Gò Đống Đa ngày xưa Quang Trung thắng quân Thanh, 50,000 quân Thanh tan tác ở đấy, không chết thì cũng bị bắt làm tù binh. Thế mà những anh bị bắt làm tù binh lại cấp cho nó xe, nó ngựa để nó về Trung Quốc. Còn những anh chết trận tại chỗ thì làm một cái miếu thờ trên đỉnh Gò Đống Đa, gọi là miếu thờ quân Thanh. Đến nỗi mà bà huyện, cái miếu nó ở chỗ này trên đỉnh Gò Đống Đa thì cái sông Tô Lịch nó ở chỗ này. Còn bà huyện Thanh Quan bà ấy đi thuyền du ngoạn ở trên sông Tô Lịch cái này, bà ấy ngước lên cái này, bà ấy nói ghé mắt trông lên thấy cái gì nhỉ? Ghé mắt trông lên thấy đỉnh cao à? Ghé mắt trông lên thấy đỉnh cao, cháu không nhớ rõ câu đầu tiên, nhưng bà ấy đọc câu thứ hai: Tìa đền thái thú đứng treo leo, ví đây Phật đổi làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Đấy, cái cháu đọc mấy câu thơ của bà Hồ Xuân Hương lâu cháu không học được mà cũng quên mất. Thì nhưng mà cái bốn câu đó cho biết là trên đỉnh Gò Đống Đa có cái đền thờ thái thú sầm nghi đống với quân lính Trung Quốc bị chết trận. Mình mới thấy người Việt mình, tổ tiên mình ngày xưa rất nhân đạo. Quân thù nó xâm lược mình đánh nó thua, cho nó lương thảo xe ngựa để về. Còn những người chết rồi là hết thù hận. Những người chết rồi ai cũng là những phận người đáng thương, ai cũng là những con người đáng tôn trọng. Mình lập đền thờ hương khói cho họ ấm cúng, họ có ấm cúng bình an siêu thoát thì mình đây cũng bình an ấm cúng theo. Thế bên này là thờ sầm nghi đống nước tương với các tướng chết trận, bên kia ở chùa, ở chùa Đống Đa đấy, cái chùa đối diện nó là thờ, mới ở chùa Bộc là thờ những người lính Quang Trung của người Việt mình chết trận ở đấy. Cháu thấy chết rồi
là đều được ứng xử rất xứng đáng với nhân phẩm, rất tôn trọng, cho thấy người Việt mình ngày xưa hay thật. Đang khi đó năm 75, miền Bắc Cộng sản đánh chiếm xâm lược Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền, là thành viên của Liên Hợp Quốc. Xong một cái hàng trăm nghìn người Việt mình tự nhiên đang là dân lành, sống trong chế độ đó, tự nhiên một cái sớm còn tối còn đang ngủ mới vợ mới con sáng dậy cái đi trình diện là đi mất tăm mất tích luôn. Người 3 năm, người 5 năm, người 7 năm, người 13 năm, người vĩnh viễn không bao giờ trở về. Mình xử với dân tộc mình còn ác hơn là mình, hơn là tổ tiên ngày xưa xử với cái kẻ xâm lược. Cháu mới thấy cái suy thoái về mặt đạo đức và văn hóa văn minh của dân tộc mình khi cái họa cộng sản nó vào. Đấy. Suy thoái về mặt đạo đức văn minh. Cho nên á, cháu mới thấy là đấy, bây giờ không trông mong gì nhà cầm quyền hiện nay đâu. Nhà cầm quyền hiện nay họ bám vào cái vinh quang của họ trong quá khứ, họ nói là thắng Pháp thắng Mỹ đấy, họ nói họ là vô địch đấy. Trên cái mái nhà của chủng viện Phúc Nhạc quê cháu á, cái chủng viện rất to rất đẹp, xây theo cái kiểu hình khí động học Faraday, họ viết một dòng chữ thật to ở trên mái nhà, đi máy bay cũng nhìn thấy là chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm. Chúng cháu đi từ Phát Diệm về cách mấy cây số vẫn đọc thế đó, chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm. Và bây giờ cũng vậy, luôn luôn suốt ngày nghe đài đọc báo của họ là họ luôn luôn đó là đỉnh cao của trí tuệ đấy, là bách chiến bách thắng, là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, lúc nào cũng muôn năm. Mà họ luôn luôn xưng họ là khoa học, mà họ không biết một cái điều cơ bản là có khởi đầu thì phải có kết thúc đấy, có lên thì phải có xuống, có thịnh thì phải có suy. Họ làm gì có cái chuyện muôn năm. Bao nhiêu ông vua ngày xưa cứ hô vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, thế mà không biết vạn tuế được mấy ngày hay mấy tuần hay mấy năm. Lúc lên thì có kẻ nó tung hô vỗ tay, mà lúc xuống có kẻ nó kéo cổ, mà có khi nó cắt cổ luôn. Đấy, nó là như vậy, đời nó là như thế. Mà cứ hô phản khoa học, mà họ cứ luôn luôn nói là vô địch, và họ mạnh nhất, giỏi nhất, tài nhất, cái gì cũng vậy, lãnh vực nào cũng vậy. Nhưng mà như ông Hà Sĩ Phu nói, nhà vô địch đấy, luôn suốt ngày họ hô họ là nhà vô địch đấy, nhưng đấy là nhà vô địch mà sợ địch vô nhà. Đấy. Thôi thì cháu nói, xin lỗi cháu nói quá nửa tiếng rồi, để cho các anh chị các bác đây ai tham gia thảo luận. Cháu xin cảm ơn cả nhà.